Số lượng tinh trùng thấp và những vấn đề liên quan. Số lượng tinh trùng thấp đồng nghĩa với chất lỏng hay tinh dịch xuất tinh, trong khi đạt cực khoái chứa ít tinh trùng hơn bình thường, tức là dưới 15 triệu tinh trùng trên mỗi ml tinh dịch. Điều này gây khó khăn cho việc sinh sản, nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn vô sinh. Các dấu hiệu tinh trùng thấp bao gồm: thứ nhất, dấu hiệu chính của số lượng tinh trùng thấp không có khả năng thụ thai, tuy nhiên những dấu hiệu này có thể không rõ ràng. Thứ hai là các vấn đề liên quan đến chức năng tình dục, ví dụ ham muốn tình dục thấp hoặc khó duy trì sự cương cứng. Vùng tinh hoàn xuất hiện các triệu chứng như đau, sưng, nở cục và các dấu hiệu của nhiễm sắc thể bất thường. Được chẩn đoán thông qua xét nghiệm, số lượng tinh trùng thấp có thể do các nguyên nhân sau gây ra: bất thường nhiễm sắc thể di truyền, mất cân bằng nội tiết tố, giãn tĩnh mạch tinh hoàn hoặc do sự cản trở di chuyển của tinh trùng, tắc nghẽn ống dẫn tinh, xuất tinh ngược dòng, không xuất tinh, hay các khối u có thể làm giảm sự sản xuất tinh trùng và giảm khả năng sinh sản của nam giới. Do đó, cần phải được thăm khám, xác định nguyên nhân và được tư vấn chữa trị hiệu quả nhất.